Sáng nay công an tỉnh tổ chức gặp mặt hội viên câu lạc bộ công an hưu trí tỉnh Ninh Bình và sĩ quan công an nghỉ hưởng chế độ hưu trí năm 2020 nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu. Dự buổi gặp mặt có đại tá Phạm Văn Sơn, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, giám đốc công an tỉnh, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo công an tỉnh qua các thời kỳ. Thời gian qua, câu lạc bộ Công an Hưu trí tỉnh đã duy trì tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, quan tâm xây dựng, giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng Công an nhân dân, củng cố thắt chặt mối quan hệ tình cảm đồng chí, đồng đội giữa cán bộ Công an đã nghỉ hưu và cán bộ chiến sĩ đang công tác, động viên thăm hỏi, tạo sự đoàn kết gắn bó giữa các hội viên. Đại tá Phạm Văn Sơn, giám đốc công an tỉnh phát biểu bày tỏ vui mừng được gặp mặt các đồng chí trong câu lạc bộ công an hưu trí Ninh Bình, mong muốn câu lạc bộ ngày càng có nhiều đóng góp thiết thực, hiệu quả và công tác đảm bảo an ninh trật tự. Đồng thời thông báo một số kết quả nổi bật về kinh tế xã hội của tỉnh, tình hình kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự. Theo đó, năm 2020, lực lượng công an Ninh Bình đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong đảm bảo an ninh quốc gia, đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Nổi bật là tỷ lệ điều tra khám phá án hình sự đạt 90,5%, vượt 15,5% so với chỉ tiêu được giao, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 96%, vượt 6% so với chỉ tiêu được giao. Hoàn thành công tác chính quy hóa lực lượng công an xã trên địa bàn toàn tỉnh, tổ chức thành công đại hội đảng các cấp trong công an Ninh Bình, đảm bảo tốt an ninh trật tự, phục vụ tổ chức thành công đại hội đảng các cấp và đại hội đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ 22. Đồng chí cũng thông báo những mục tiêu nhiệm vụ công tác lớn của lực lượng công an nói chung và công an Ninh Bình nói riêng trong thời gian tới và mong muốn nhận được sự giúp đỡ ủng hộ tích cực của hội viên công an hưu trí. Tại buổi gặp mặt, Thưa Ủy quyền của Chủ tịch nước Đại tá Phạm Văn Sơn đã trao huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 3 của Chủ tịch nước cho 11 đồng chí đã thành tích xuất sắc trong công tác chiến đấu xây dựng lực lượng công an nhân dân, đồng thời trao huy hiệu Đảng cho các đồng chí trong câu lạc bộ công an hưu trí tỉnh Ninh Bình tặng quà mừng thọ hội viên cao tuổi và các đồng chí công an nghỉ hưu năm 2020.